Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đạt được nhiều kết quả nổi bật trong cả lĩnh vực nuôi trồng và khai thác, nhưng thủy sản Việt Nam hiện vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn thử thách, đòi hỏi phải có sự cấu trúc lại theo hướng giảm đánh bắt, chuẩn hóa quy trình khai thác và đẩy mạnh nuôi trồng. Từ yêu cầu cấp thiết này, rất nhiều giải pháp đã được đưa ra tại hội thảo, gỡ khó để thủy sản Việt Nam vươn lên top đầu thế giới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng và Báo Tuổi Trẻ tổ chức vào chiều nay. Dự hội thảo có ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhà báo Lê Thế Chữ, Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các sở ngành trong tỉnh cùng hơn 200 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, người dân đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản trong nước. Hội thảo còn được kết nối trực tuyến với ông Lê Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Khai thác đánh bắt trên biển hiện chiếm gần 43% tổng sản lượng thủy sản và chiếm hơn 40% kim ngạch xuất khẩu thủy sản. Nhưng lĩnh vực này đang đối mặt với nhiều khó khăn do nguồn lợi thủy sản đang ngày càng cạn kiệt. Sau gần 5 năm, vấn đề tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC vẫn còn nhiều gian nan. Riêng ở lĩnh vực nuôi trồng, tính đến hết tháng 9 năm 2022, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã đạt trên 8,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 38% so với cùng kỳ. Dù vậy, vấn đề vốn sản xuất, rủi ro dịch bệnh, sự thiếu liên kết trong chuỗi ngành hàng đang là những điểm nghẽn khiến ngành thủy sản vẫn chật vật trong việc giữ vững vị trí top thế giới. Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Lâu nhận định, với 750 km chiều dài bờ biển cùng 800.000 hecta bãi triều, đồng bằng sông Cửu Long hiện là vùng nuôi trồng, khai thác thủy hải sản quan trọng của cả nước, khi đóng góp 65% sản lượng thủy sản nuôi trồng và 60% sản lượng cá xuất khẩu của cả nước. Từ vai trò quan trọng này, rất cần có những giải pháp mang tính dài hạn để ngành thủy sản Sóc Trăng nói riêng và các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung định hình được hướng phát triển bền vững hơn, góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam mà chính phủ đã đề ra. Hội thảo gỡ khó thủy sản Việt Nam vươn lên top đầu thế giới được tổ chức tại tỉnh Sóc Trăng hôm nay với mục tiêu là làm thế nào để phát triển ngành công nghiệp thủy sản mà ở đó khai thác phải bền vững, quan tâm đẩy mạnh nuôi trồng. Hội thảo này vừa thể hiện niềm tin, vừa là tinh thần trách nhiệm của nhà nước, người dân, doanh nghiệp, nhà khoa học đối với việc khai thác thủy sản và nuôi trồng của tỉnh Sóc Trăng nói riêng và của đồng bằng sông Cửu Long nói chung, nhằm định hướng chuyển đổi, cải tiến phương thức nuôi trồng thủy sản, phát triển nguồn tài nguyên hải sản đánh bắt trên các vùng biển một cách hiệu quả và bền vững. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, khắc phục cảnh báo thẻ vàng. Tại hội thảo, các đại biểu đến từ cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia đã trình bày nhiều vấn đề liên quan đến khả năng hiện thực hóa chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của chính phủ. Đồng thời trình bày quan điểm và thảo luận về chiến lược quy hoạch và cơ chế phát triển vùng nuôi thủy sản dài hạn với sự tham gia của các thành phần trong xã hội để gia tăng sản lượng thủy sản, đảm bảo nguồn nguyên liệu cho chế biến, đồng thời tránh được rủi ro cho doanh nghiệp xuất khẩu. Các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận về những bất cập trong quá trình nuôi trồng và xuất khẩu, từ quy hoạch của địa phương đến các rào cản kiểm soát chất lượng bất hợp lý mà doanh nghiệp, người dân gặp phải. Từ đó đề xuất hiến kế một số thay đổi để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân đầu tư vùng nguyên liệu, xuất khẩu, xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường. Là phải bảo tồn được hệ sinh thái liên quan đến vấn đề rừng ngập mặn, liên quan đến một số các yếu tố liên quan để đảm bảo được cái vấn đề là chúng ta không bị thế giới cho rằng là chúng ta đang sử dụng các cái yếu tố mang tính chất là không bảo đảm được về vấn đề sinh thái. Và cái vấn đề quản lý sử dụng đất cũng cần phải được tính đến cho vấn đề hạn chế được các cái tác động về xâm hại môi trường nước, hay nói cách khác tức là về quy mô và đảm bảo được công tác xử lý môi trường để tránh tình trạng là xả nước một cách là không có trật tự và trên cơ sở nó khiến cho cái việc lây nhiễm và tạo ra dịch bệnh là rất là dễ dàng, cũng như là vấn đề dành một cái quỹ đất tương ứng để phục vụ cho cái việc mở rộng các cái kênh cấp, kênh thoát ở những cái khu vực nuôi tập trung để trên cơ sở đó có thể đảm bảo được cái vấn đề về môi trường. Theo lãnh đạo Tổng cục Thủy sản, những thách thức đặt ra cũng là cơ hội để ngành thủy sản Việt Nam có cái nhìn tổng quát hơn những bất cập đang tồn tại,
cùng nhau xây dựng giải pháp phát triển mang tính đồng bộ giữa nuôi trồng, khai thác và đánh bắt. Ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư nguồn nhân lực hay đa dạng thủy sản nuôi trồng là một trong những giải pháp trọng tâm. Thế thì trong cái chiến lược chúng tôi đang trình đó là chúng ta sẽ giảm cái sản lượng khai thác xuống. Tuy nhiên giảm cái sản lượng khai thác nhưng cái giá trị của chúng ta sẽ không giảm. Nó thông qua là chúng ta ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật để giảm cái tổn thất. Chúng ta có cái chất lượng hơn và chúng ta có những cái chế biến ở những cái giá trị cao hơn để từ đó rằng là đời sống của bà con vẫn được đảm bảo và cái người đi khai thác có một cái điều kiện đi trên biển tốt hơn, có cái thu nhập cao hơn. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng là chúng ta tổ chức cái cộng đồng của bà con ngư dân lại với nhau để chúng ta người dân cùng tham gia vào cái việc quản lý nguồn lợi thủy sản để khai thác nó bền vững hiệu quả cho cộng đồng ở đó và cho những người khai thác ở ngoài xa. Chúng tôi cũng tính toán đến đặc biệt như khu vực đồng bằng Long và những cái đối tượng mới. Ngoài những cái đối tượng hiện nay chúng ta có thì những đối tượng tiềm năng có thể là phục vụ cho xuất khẩu hoặc tiêu thụ trong nước thì cũng sẽ được quan tâm nghiên cứu trong cái thời gian tới để cho chúng ta khai thác một cách nó tốt hơn và nó đa dạng hóa các cái sản phẩm, đa dạng hóa thị trường và đa dạng hóa cái đối tượng người tiêu dùng để đảm bảo là cái tăng trưởng của chúng ta nó bền vững. Hội thảo được tổ chức nhằm trao đổi, thảo luận, tìm kiếm giải pháp hiện thực hóa và thúc đẩy chủ trương khai thác bền vững, đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản. Trong đó đặc biệt chú trọng đến những vấn đề giúp tăng tốc lĩnh vực nuôi trồng như quy hoạch vùng nuôi, bảo đảm nguồn nước, cải thiện chất lượng con giống, cùng các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân nuôi trồng, chế biến xuất khẩu thủy sản, tạo động lực cho ngành thủy sản Việt Nam vươn lên dẫn đầu thế giới.